Xin chào các bạn, quay lại kênh YouTube Long Hải Triều và mình là Ngọc Duy. Nhắc đồng hồ Casio thì chúng ta luôn có ba cái từ khóa là ngon, bổ, rẻ, đúng không nè. Và mình đã cùng các bạn xem rất là nhiều mẫu đồng hồ Casio ngon, bổ, rẻ như vậy rồi. Và ngày hôm nay thì đồng hồ Hải Triều lại vừa về thêm ba chiếc đồng hồ Casio mới. Và tất nhiên chúng cũng thuộc cái tiêu chí ngon, bổ, rẻ này. Thì mình sẽ đem lên đây để giới thiệu ngay các bạn nha. Đây là chiếc đồng hồ gì và nó có gì hay. Mời các bạn cùng xem clip nhé. Rồi, thì video ngày hôm nay chúng mình sẽ có 3 phần chính. Thứ nhất là thông tin chung về dòng đồng hồ hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn. Thứ hai là về chức năng của nó. Và thứ ba là những ưu điểm, nhược điểm, lý do tại sao các bạn nên mua và những lý do các bạn nên cân nhắc nha. Rồi, và phần đầu tiên thì chiếc đồng hồ ngày hôm nay mình đem đến cho các bạn đây chính là dòng MTB VD02D. Đây là dòng đồng hồ thuộc vào dòng MTB của Casio. Thì nhắc tới cái dòng đồng hồ MTB này mình sẽ nhớ ngay đến những chiếc đồng hồ có kiểu dáng cực kỳ lịch sự nhưng giá thành nó rất là dễ chịu cho người tiêu dùng. Thường á, những cái dòng đồng hồ MTB nó sẽ dao động khoảng từ 1,5 triệu đến 3 triệu. Chúng ta đã có một chiếc đồng hồ cực kỳ chất lượng thuộc vào dòng MTB này rồi. Thì cái dòng đồng hồ này mình thường giới thiệu cho những bạn học sinh sinh viên mà chúng ta vừa mới ra trường, chúng ta cần một chiếc đồng hồ lịch sự để chúng ta bắt đầu đi làm, nhưng cái chi phí chúng ta muốn bỏ ra một chiếc đồng hồ nó chưa thực sự là quá lớn, thì cái dòng đồng hồ MTB này là dòng đồng hồ mình rất là tự tin tư vấn với các bạn. Thì ngày hôm nay chúng ta có 3 chiếc đồng hồ mới thuộc vào dòng MTB này với cái mã đuôi như mình vừa đọc với các bạn là VD02D. Thì cái ấn tượng đầu tiên của mình khi mà thấy cái dòng đồng hồ MTB này đó chính là cái sự chỉnh chu của nó. Một vài chiếc đồng hồ trong dòng MTB này thì khi mình nhìn lướt qua mình sẽ thấy nó hơi hời hợt và nó hơi, dùng một cái từ nó hơi nặng hơn là nó hơi rẻ tiền một tí xíu, bởi vì Casio họ làm chưa có tới. Nhưng cái câu chuyện đã xưa rồi, đó là những chiếc đồng hồ MTB của năm 2020 trở về trước. Bây giờ đã 2023 và những chiếc đồng hồ MTB trong những năm gần đây thì họ đã có độ hoàn thiện rất là cao và sự chỉnh chu cũng gần như là đạt ra sự hoàn hảo rồi. Và dòng đồng hồ ngày hôm nay mình đến các bạn nó cũng thuộc vào cái dạng như vậy. Rồi chúng ta sẽ cùng nói sơ qua về thiết kế bên ngoài của chiếc đồng hồ nha. Chiếc đồng hồ sẽ có đường kính là 41mm. Đường kính này là một đường kính cực kỳ hoàn hảo dành cho người Việt Nam chúng ta. Với những người cổ tay khoảng từ trên 14cm là các bạn hoàn toàn có thể đeo được rồi. Ví dụ như cổ tay mình là 16 thì đeo này lên là vừa in vừa đẹp luôn. Hay là các bạn nam mà tay không quá to, các bạn đeo chiếc đồng hồ lên nhìn nó cũng sẽ không bị quá thô kệch. Cho nên đây là một cái kích thước mà chúng ta có thể mua mà không cần phải đắn đo rất nhiều. Bề dày của nó sẽ là 11mm và bề dài của nó sẽ là 48mm. Một cái đặc điểm của đồng hồ này mình thấy là nó khá là đầm tay. Đầm tay thì nó vừa là ưu điểm mà nó vừa là nhược điểm đó các bạn. Đôi khi đầm tay sẽ tạo một cái độ chắc chắn và độ tự tin cho người đeo. Tuy nhiên thì nếu chúng ta hoạt động, có những cái hoạt động mạnh á, ví dụ mà hoạt động về máy móc nhiều, chúng ta cần phải sử dụng tay nhiều, hay chúng ta chơi thể thao mà có một chiếc đồng hồ nó nặng như vậy, nặng có nghĩa là hơn, đối với mình một chiếc đồng hồ nặng như hơn 100g là nặng ha. Chiếc đồng hồ này là 110g. Thì với một chiếc đồng hồ nó nặng như vậy thì nó sẽ không đem lại sự thoải mái cho chúng ta trong thời gian lâu dài. Tuy nhiên nếu các bạn chỉ đơn thuần là đeo để đi làm, ngồi gõ máy tính hay là có những hoạt động đi bộ bình thường thôi thì chiếc đồng hồ sẽ không ảnh hưởng đến các bạn. Về bộ dây vỏ đi thì ở đây chúng ta sẽ có hai màu, thứ nhất là màu bạc và thứ hai là màu đen. Thì đối với màu bạc, đây sẽ được làm từ chất liệu là thép khung rỉ. Với các loại thép này thì Casio họ đã làm rất là ok từ trước đến nay rồi. Chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ nó sẽ không có quá sáng bóng như những cái đồng hồ mà nó cao cấp. Tuy nhiên cái màu bạc này nó sẽ trường tồn mãi như vậy luôn. Bây giờ các bạn mua 5 năm nữa, 10 năm nữa nó cũng sẽ gần như là như vậy, chứ nó sẽ không có độ phai mờ đi theo năm tháng. Và đặc biệt là chuyện rỉ thì chắc chắn nó sẽ không xảy ra, nên các bạn hoàn toàn yên tâm đeo ha. Với cái dòng hồ màu đen này thì chúng ta cũng có cái cốt là thép khung rỉ, nhưng chúng ta sẽ có thêm một lớp mạ ion đen bên ngoài nữa để cho chiếc đồng hồ này có một cái màu đen nó bền. Bởi vì sẽ có một số cái công nghệ sơn á, nếu mà nó không thực sự cao cấp thì qua thời gian chúng ta không cần phải tác động gì nhiều, nó sẽ tự động nó tróc ra. Thì với Casio họ có cái công nghệ mạ ion đen này họ sử dụng rất nhiều rồi. Trên cả những dòng đồng hồ mà cao cấp hơn như dòng đồng hồ Casio T-Shot họ cũng sử dụng cách sơn này, cho nên mình tự tin là với màu đen này nếu các bạn không có những sự va chạm quá nhiều thì cái màu đen này nó sẽ rất là bền bỉ với đồng hồ ha các bạn. Về phần khóa chiếc đồng hồ này sẽ là phần khóa 3 với 3 phần là 1, 2, 3 và chúng ta chỉ còn gặp một lần như vậy. Là đồng hồ sẽ rất là chắc chắn của tay chúng ta ha. Cái cảm giác bấm của mình ở chiếc đồng hồ này các bạn, nó chắc tay hơn rất là nhiều. Có một số clip mà mình đã từng chia sẻ các bạn là cảm giác bấm nhìn nó hơi nhẹ nhẹ đúng không? Và mặc dù là nó cũng không có dễ rớt, nhưng chúng ta cảm giác không an tâm thì bấm thấy nó nhẹ hèo là nó đã vô rồi. Nhưng cái đồng hồ này thì cái lực bấm chúng ta phải nó nặng hơn tí xíu và nó sẽ tạo cảm giác chắc chắn hơn ha. Rồi chúng ta sẽ cùng tiến vào cái phần mặt số bên trong đi. Kính của chiếc đồng hồ này sẽ là kính khoáng. Với tầm giá chưa đến 2 triệu mà chúng ta đã có một cái kính khoáng thì theo cá nhân mình thấy đây là một cái sự khá là phóng khoáng của Casio cho người tiêu dùng rồi. Với kính khoáng này thì nó sẽ có khả năng chống và đập rất là tốt. Tuy nhiên thì cái độ chống trầy nó sẽ không có thật sự là quá nhiều, cho nên nếu các bạn sử dụng các bạn cũng lưu ý ha. Rồi nhìn vào mặt trong đồng hồ đi, chúng ta sẽ không có những cái con số để chỉ giờ như là một từ 1 tới 12 mà chúng ta chỉ có những cái cọc số thôi. Thì với cái thiết kế này thì mình thấy là nó có ưu điểm và nó cũng có nhược điểm. Ưu điểm là sao? Mặt số nhìn nó rất là gọn gàng. Các bạn có thể nhìn kỹ là nó chỉ có những cái cọc thôi, chứ nó không có những con số quá to hay có những cái rườm rà trên mặt số đồng hồ. Thì cái việc mà không có con số này nó vừa có ưu điểm và nhược điểm. Ưu điểm đó chính là
cái mặt số đó sẽ rất là gọn gàng. Chúng ta nhìn vào mặt đồng hồ nó rất là sạch sẽ và nó không có phải quá nhiều thứ chứ là chúng ta rối mắt. Nhưng nó cũng sẽ có cái nhược điểm luôn là nếu các bạn chưa có thật sự là quen với cái cách nhìn giờ mà chỉ có cộng như thế này thì các bạn sẽ không có biết được ngay là mấy giờ, đúng không? Ví dụ bình thường nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, các bạn nhìn vô nó chỉ số mấy là chừng đó giờ, còn bây giờ nó là cái cọc thôi mà, thì các bạn phải ước chừng là cái cọc này là mấy giờ, thì các bạn phải có một khoảng thời gian để làm quen cũng như là nhớ thử coi cái cọc số là mấy giờ thì chúng ta mới thật sự sử dụng chiếc đồng hồ một cách thật là mượt mà các bạn. Rồi tiếp theo, nếu Casio họ lượt hết tất cả các số đi mà nó chỉ có những cái cọc thôi thì nhìn mặt đồng hồ lại quá nhàm chán vì nó bị quá đơn giản các bạn. Thì ở mỗi cọc số họ lại đính thêm những cái đơn vị của phút, ví dụ là 5, 10, 15, 20, 25, 30. Thì theo cá nhân mình thấy cái việc mà đặt cái con số lên như vậy thì nó cũng chỉ mang tính chất là trang trí để cho cái mặt đồng hồ nó không có bị quá là đơn điệu thôi. Còn về mặt thực dụng thì mình nghĩ là nếu các bạn đã làm quen được với cái mặt cọc như thế này rồi thì cái việc 5, 10, 15, 20 thì nó quá đơn giản ha, cho nên là mình nghĩ là chủ yếu là về mặt trang trí là chính. Rồi ở vị trí 6 giờ chúng ta sẽ có một cái ô lịch ngày để mà chúng ta coi ngày các bạn. Và ngoài ra chúng ta sẽ có phần kim. Kim cái đồng hồ này thì thiết kế nó rất là đơn giản thôi nhưng nó phù hợp với tổng thể đồng hồ, nghĩa là nó sẽ không có quá to cũng không có quá nhỏ, nó phù hợp. Và cái kim này có một cái điểm hay là cái bề dày của nó các bạn, nó khá là fit với lại cái cọc số, cho nên là nó chỉ cái cọc số nào nó sẽ chỉ đúng cái vị trí đó. Ví dụ cái kim mà nó quá nhỏ và cọc số nó quá to thì chỉ mà sẽ không biết được là nó đang thực sự là chỉ cọc số nào, hay nếu nó to hơn thì nó sẽ bị che mất cái cọc số, nó không hay. Thì với cái kích thước của hai cái kim này mình để ý là nó khá là vừa vặn với cọc số, cho nên là chúng ta sẽ dễ dàng coi giờ hơn rất là nhiều ha. Rồi và cuối cùng là phần kim dây. Thì kim dây của chiếc đồng hồ này để tạo điểm nhấn thì nó sẽ có một cái màu nó khác đi so với kim giờ và kim phút các bạn. Rồi chúng ta sẽ cùng nói sơ qua về hai chiếc đồng hồ màu đen còn lại của cái dòng đồng hồ này đi. Thì hai chiếc đồng hồ này thoạt nhìn có vẻ nó giống nhau, tuy nhiên nó sẽ hơi khác ở cái phần mặt bên trong, với một chiếc đồng hồ có mặt màu xanh lá và một chiếc đồng hồ có mặt là full đen. Hai chiếc đồng hồ này á, nó sẽ tạo một cảm giác khác so với chiếc đồng hồ màu trắng này. Màu trắng sẽ thiên về cảm giác lịch sự, còn hai cái màu đen này nó sẽ thiên về cảm giác ngầu và sang trọng nhiều hơn. Và một cái đặc điểm khá hay của Casio trên hai chiếc đồng hồ này á, là mặc dù nó màu đen nhưng Casio họ vẫn biết cách để tạo những cái điểm nhấn bằng cách có những cái chi tiết mà nó màu đối lập với màu đen, ví dụ như màu trắng hay là màu vàng gold, để chiếc đồng hồ nó sẽ không bị chìm mà nó vẫn sẽ có những điểm nhấn để nó thu hút ánh nhìn của người khác ha. Và ngược lại thì khi chúng ta đeo chiếc đồng hồ này chúng ta cũng sẽ dễ dàng xem giờ hơn. Thì theo mình thấy á, ba chiếc đồng hồ này mặc dù nó chung một dòng nhưng nó sẽ có những cái phong cách khác nhau và nó cũng sẽ rất là tùy thuộc vào cái sự lựa chọn của các bạn. Nếu các bạn muốn một chiếc đồng hồ mà nó ngầu, nó dễ đeo và nó phù hợp với mọi loại outfit thì các bạn hãy chọn cho mình chiếc đồng hồ màu đen này. Còn nếu các bạn muốn một chiếc đồng hồ mà nó lịch sự nè, nó phù hợp với những cái buổi đi làm hay đi họp hay là cái những buổi tiệc mà nó sang trọng thì các bạn cho mình chọn một cái màu bạc này. Màu bạc nó sẽ tôn cái bộ outfit mà dạng vest hay là dạng đồ suit lên rất là nhiều so với màu đen này. Còn nếu các bạn muốn một chiếc đồng hồ mà nó vừa ngầu, nó vừa có cá tính mà nó vừa có một cái điểm nhấn nữa thì chiếc đồng hồ có mặt màu xanh lá ở đây sẽ là một sự lựa chọn phù hợp các bạn. Cái màu xanh lá này ban đầu khi mình mới nhìn vào thì mình nghĩ là các bạn phải mặc một cái bộ đồ nó thật sự là tông xuyệt tông với cái màu xanh lá này nó mới phù hợp. Tuy nhiên thì sau khi mà nhìn đi nhìn lại nãy giờ thì mình nghĩ là cái màu xanh lá này nó cũng khá là đậm, cho nên các bạn mặc một bộ đồ mà nó hơi khác một chút hay là có những cái màu sắc nó không thật sự matching với màu xanh lá này thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Rồi thì chúng ta sẽ đến phần cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nói đến ưu điểm và nhược điểm của dòng đồng hồ này. Thì nãy giờ trong video mình cũng lồng ghép ưu điểm và nhược điểm thì mình sẽ tổng hợp lại đây. Cái ưu điểm đầu tiên lớn nhất của chiếc đồng hồ này đó chính là nó rẻ và cái chất lượng nó mang lại là nó hơn cái giá tiền. Chiếc đồng hồ này có giá là chưa tới 1.4 triệu, cụ thể hơn là 1.322.000, một cái mức giá nó quá rẻ cho một chiếc đồng hồ. Tuy nhiên cái chất lượng nó mang lại thì nó rất là cao, và đặc biệt là một đêm một chiếc đồng hồ có thương hiệu từ Casio nữa, cộng thêm những chính sách bảo hành của đồng hồ triệu thì với một số tiền nó bỏ ra nó rất hợp lý, thì các bạn có một chiếc đồng hồ rất là an tâm và sử dụng. Lý do thứ hai là nó rất là hợp thời trang. Đây là những chiếc đồng hồ mặc dù là giá nó không quá cao nhưng thiết kế của nó rất là chỉnh chu, nó hợp thời trang, nó hợp với cái thời đại hiện tại, nó không bị cổ lỗ sĩ, nó cũng không bị cái kiểu mà nó quá hiện đại hay nó quá trẻ trung. Nó là một chiếc đồng hồ hợp thời trang và nó sẽ phù hợp với nhiều lứa tuổi, ví dụ như trẻ như mình mang nó cũng rất là lịch sự, hay những anh mà lớn hơn khoảng tầm 30-40 thì đeo chiếc đồng hồ lên nó cũng rất là đầm, chứ nó không có cái gì quá lỗ hết. Thì đó là cái đặc điểm hay của chiếc đồng hồ này. Về mình phải nói về nhược điểm đi, tại vì đây là đồng hồ giá rẻ mà, cho nên là các bạn cũng cần phải có một vài cái cân nhắc. Cái đầu tiên đó chính là cái cảm giác khi mình cầm trên tay nó không thực sự là quá chắc chắn như chiếc đồng hồ trên 2 triệu của đồng hồ Casio. Cái điều này đến từ thứ nhất là cái bộ dây, và cái thứ hai là cái khóa, và cái thứ ba là cái núm vặn ở đây. Cái khóa nãy mình có khen các bạn là khi cảm giác nó bấm và nó rất là chắc tay, đúng không nè. Tuy nhiên khi mà mình gỡ ra nó lại khá là khó khăn, bởi vì đây nó sẽ không có cái nút bấm lò xo ở đây. Có những chiếc đồng hồ có nút bấm lò xo, bấm một cái nó nhả ra thì sẽ dễ dàng hơn, nhưng ở đây chúng ta phải dùng lực để chúng ta mở ra như thế này.
thì nó mới ra, thì phải dùng một cái lực khá là lớn. Ngoài ra thì cái núm này khi mà mình mở ra mở vào thì mình cảm giác rút ra rút vào nó cũng khá là nhẹ tay, nó không phải quá nặng để mà chúng ta có một sự chắc chắn. Và cái núm này nó tương đối là quan trọng, bởi vì nếu các bạn mở ra nha thì nó sẽ mất cái độ chống nước đi, tại vì đây là một cái lỗ hở mà, cho nên là khi chúng ta kéo ra mà chúng ta không để ý thì nó sẽ rất là dễ vào nước ở trong này. Thì tổng kết lại thì cái dòng đồng hồ ngày hôm nay là một cái dòng đồng hồ ngon bổ rẻ của Casio Shock, nó khá là đáng trải nghiệm, nó cũng là một cái sự lựa chọn an toàn cho chúng ta. Cho nên nếu các bạn đang phân vân muốn một chiếc đồng hồ lịch sự để mang đi nhiều dịp nè, muốn một chiếc đồng hồ nó không quá đắt, nó cũng có chất lượng tốt, nó được chính sách bảo hành đầy đủ, thì cái dòng đồng hồ MTB VD02D này là sự lựa chọn các bạn. Thì link sản phẩm mình sẽ để dưới phần description. Nếu các bạn muốn tham khảo, các bạn click ngay đường link bên dưới nha. Hay các bạn có thắc mắc gì, các bạn hãy đặt dưới phần comment và mình sẽ trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Xin cảm ơn các bạn đã xem tiếp đồng hồ Hải Triều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.